Thưa quý vị, chúng ta nhìn thấy gì khi mà cơn bão đi qua? Chắc chắn là thiệt hại cả về người và tài sản không thể tránh khỏi. Nhưng mà tôi tin rằng những ngày này, tôi và cả quý vị lại càng thấm thía hơn câu tục ngữ một con ngựa đau, cả tàu bỏ cỏ. Chúng ta quan sát rõ ràng hơn bao giờ hết sự chung tay, chung sức, chung lòng để cùng nhau khắc phục hậu quả của bão lũ. Vâng, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã nói, mỗi người làm việc bằng hai, chung tay ứng phó, khắc phục hậu quả bão lụt với trách nhiệm cao nhất. Mới đây, Thủ tướng cũng đã ký công điện số 92 về việc tập trung khắc phục hậu quả bão số 3 và mưa lũ sau bão. Trong đó, chỉ đạo Bộ trưởng Bộ Công Thương có phương án đảm bảo cung ứng hàng hóa, tăng cường kiểm soát thị trường, không để xảy ra thiếu hàng, tăng giá bất hợp lý, tiêu thụ hàng giả, kém chất lượng, thúc đẩy tiêu dùng trong nước. Và quả thật là cả trong và sau bão lũ thì đảm bảo hàng hóa thiết yếu cho người dân là một trong những ưu tiên hàng đầu. Và thời điểm này khi mà các địa phương ở phía Bắc đang tập trung cho công tác khắc phục các thiệt hại sau cơn bão, thì các địa phương và các doanh nghiệp ở phía Nam cũng đang nỗ lực hết sức để có thể tăng lượng hàng cung ứng cho khu vực chịu ảnh hưởng bởi bão lũ. Các doanh nghiệp đã tăng ca, tăng kiếp để tăng lượng hàng, duy chỉ có một thứ là họ giảm thôi, đó là giảm giá. Từ trước tới nay thì doanh nghiệp vốn là chủ thể phải đặt lợi nhuận lên hàng đầu, thì với họ lúc này, lợi ích của đồng bào ở vùng bão lũ mới là thứ cần ưu tiên nhất. Xúc xích các loại và thực phẩm đóng hộp đều là những nhóm mặt hàng tăng nhẹ về nhu cầu trong những ngày qua. Vì đây đều là những nhóm mặt hàng thiết yếu và cần thiết cho hoạt động cứu trợ bão lụt. Vì vậy, công ty Vissan đã tăng 20% sản lượng. Việc này vừa đáp ứng nhu cầu cứu trợ và dự phòng trong trường hợp thiếu hàng ở khu vực phía Bắc. Chúng tôi có một cái nhà máy ở khu công nghiệp Tiên Sơn, Bắc Ninh, đi lại hoạt động ngay sau lũ. Và hiện nay nhà máy cũng đang hoạt động là 24/24. Ngoài cái việc cái nhà máy ở Bắc Ninh thì chúng tôi có tăng cường cái hàng ở nhà máy từ trong Nam ra bằng các chuyến xe vận chuyển của chúng tôi sẽ chở hàng tăng cường ở khu vực phía Bắc, một số cái khu vực mà nó thiếu hàng cục bộ. Còn thật ra hiện nay cái hàng hóa mà bản thân chúng tôi cũng đã phủ ở thị trường, nó tồn kho lên đến là 20 ngày bán hàng. Do đó ở góc độ thị trường thì chúng tôi không lo thiếu. Không chỉ sẵn sàng tăng ca, tăng cường sản xuất, giá cả hàng hóa được các doanh nghiệp cam kết sẽ không biến động. Về giá cả thì có thể giữ bình ổn được cái giá. Cái thứ hai nữa là hàng hóa thì với cái nguyên vật liệu dự trữ sẵn thì có thể đầy đủ để cung ứng. Về nhóm mặt hàng sữa, công ty Vinamilk cho biết doanh nghiệp có khả năng cung ứng 1.500 tấn hàng mỗi ngày, cùng với việc hỗ trợ khoảng 3 tỷ đồng các sản phẩm sữa dinh dưỡng thiết yếu cho 10 tỉnh thành ảnh hưởng của lũ lụt. Doanh nghiệp cam đoan hàng hóa sẽ luôn thông suốt. Hàng ngày thì chúng tôi duy trì đến rất khoảng 6 cái đơn vị vận chuyển thì có thể vận chuyển hơn 10 công hàng, tức là khoảng 250 tấn hàng từ Nam ra Bắc và cộng với cái phần mà sản xuất tại địa phương. Ngoài ra không chỉ dựa vào cái năng lực của phân phối của các nhà phân phối mà với cái mạng lưới và phân phối của công ty thì chúng tôi có sẵn sàng có thể điều động hoặc là cùng đồng lòng với tất cả các nhà cung cấp, đơn vị vận chuyển hoặc kho tàng thì có thể đáp ứng ở bất kỳ cái địa phương nào trong một số các cái tỉnh mà có thể ảnh hưởng bởi giao thông. Không chỉ cam kết giữ giá ổn định, không ít doanh nghiệp sản xuất cũng sẵn sàng chia sẻ lợi nhuận. Những mặt hàng thiết yếu như xúc xích, đồ hộp hay sữa được phục vụ vùng cứu trợ cho các bà con cũng sẽ được doanh nghiệp bán với giá ưu đãi hơn so với thông thường. Vâng, từ xúc xích, thực phẩm đóng hộp, mì hay là sữa và cả rau xanh nữa cũng đang được chuyên chở trên những chuyến xe từ Nam ra Bắc. Và thời điểm này, theo thông tin mà VTV Money ghi nhận từ các sở công thương ở các tỉnh thành phía Bắc, thì hàng hóa đã được cung ứng đầy đủ và kịp thời. Vâng, tại Hà Nội thì hàng hóa trên các kệ hàng trong siêu thị không chỉ phục vụ cho nhu cầu thiết yếu cho người dân thủ đô, mà còn là nguồn hàng để người dân ở Hà Nội có thể tham gia cứu trợ cho các tỉnh thành thiệt hại nhiều hơn, đặc biệt là ở khu vực vùng núi. Và các doanh nghiệp bán lẻ ở trên địa bàn của thành phố cũng đang chung tay trợ giá cho các mặt hàng thiết yếu, đặc biệt là rau củ quả. Đây là các đơn hàng rau củ vừa được siêu thị này nhập về từ Đà Lạt cũng như là các kho trung chuyển ở Bình Dương để có thể phục vụ cho người tiêu dùng. Và do là nhu cầu các mặt hàng này trong thời điểm vừa qua tăng lên rất cao, chính vì vậy siêu thị đã phải liên tục nhập hàng về, đồng thời là có những chính sách trợ giá để có thể hỗ trợ cho người tiêu dùng. Cái lượng hàng mà chúng tôi nhập về siêu thị hàng ngày lớn gấp 3 đến 5 lần những cái ngày bình thường.
Và đặc biệt và những khi mà cái nhu cầu của người mua sắm càng lớn thì chúng tôi là đã chuẩn bị một cái lượng hàng từ trong thành phố Hồ Chí Minh và ở từ Đà Lạt về đi trong đêm. Hiện tại thì chúng tôi đang giảm cái chương trình giảm giá, đặc biệt là hàng rau củ Đà Lạt chúng tôi đang giảm trực tiếp 20% cho người tiêu dùng. Các siêu thị cho biết do đặc thù là mặt hàng tươi, cần bảo quản từ khâu vận chuyển đến trữ hàng, nên trong những ngày này, toàn bộ nhân viên luôn làm việc hết công suất, đảm bảo không kệ hàng nào chống thực phẩm tươi sống. Chúng tôi cũng đã thấy được cái tốc độ mua sắm và chúng tôi cũng đã làm việc ngay các cái đơn hàng đặt trước nhà cung cấp rồi để có thể ra bổ sung, có thể là trước 1-2 tiếng nếu hết chúng tôi lại báo bổ sung tiếp. Hệ thống chúng tôi thì thực sự là có tạo các cái nhóm Zalo rồi online trên truyền thông để bàn cái việc ship hàng cho khách hàng rất là nhiều. Rau tươi nguồn gốc rõ ràng, giá cả ổn định, cũng đầy đủ các loại rau, không thiếu cái gì cả. Thịt cá có thể thiếu vào một vài hôm được, nhưng mà rau quả, củ quả thì đương nhiên là phải sử dụng. Nói chung là những ngày này về rau ở các siêu thị thì nó vẫn đa dạng như những ngày thường. Không chỉ tại Hà Nội, mà tất cả các hệ thống siêu thị đều có sẵn các phương án, sẵn sàng cung ứng cho các địa phương vùng núi phía Bắc. Mở đường đến đâu chúng tôi có hàng đến đó. Vì vậy chúng tôi đang chuẩn bị những lượng hàng rất lớn để phụng sự cho các hoạt động kinh doanh tại Lào Cai, Yên Bái, Tuyên Quang và các tỉnh thành khác. Đặc biệt là khi cao điểm bão xảy ra thì chúng tôi đã tổ chức ngay các lực lượng trực túc trực tại siêu thị bán hàng cho tới giờ thời gian cuối cùng. Đối với các hợp tác xã trồng rau củ khó khăn trong việc vận chuyển, các hệ thống siêu thị cũng cho biết luôn bố trí xe túc trực để kịp thời hỗ trợ nông dân sơ chế, vận chuyển tới kho lạnh, đảm bảo không bị gián đoạn nguồn cung rau củ quả. Hàng không thiếu, đó là điều có thể khẳng định. Chuyện quan trọng nữa lúc này là đưa các chuyến hàng đến tay của người dân ở những khu vực bị ảnh hưởng bởi mưa lũ, và các phương tiện vận tải họ cũng đã có những phương án để hỗ trợ. Vâng, chúng ta có thể kể đến từ các chuyến xe không đồng của các doanh nghiệp đến những chuyến bay vận chuyển miễn phí hàng cứu trợ của hàng không, hay cả những đoàn tàu chở hàng hóa thiết yếu trên đường sắt Bắc Nam. Ngay trong hôm nay, 2,5 tấn hàng nhu yếu phẩm đã được ngành đường sắt vận chuyển miễn phí đến xã Lâm Giang, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái để hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng do mưa lũ. Do có nhiều tuyến đường sắt đi sâu vào các tỉnh nên việc vận chuyển hàng hóa đến tay người dân được dễ dàng hơn. Toàn bộ chuyến tàu mà vận chuyển để cứu trợ đồng bào miền Bắc thì chúng tôi miễn phí hoàn toàn, và sự miễn phí này chúng tôi thông qua Ủy ban Nhân dân các tỉnh, Hội Chữ thập đỏ các tỉnh và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc của các tỉnh để làm sao đó đưa được các cái chuyến tàu hàng cứu trợ là có tổ chức, đúng địa chỉ và đến được tay người dân là sớm nhất có thể. Các hãng hàng không trong nước đều miễn phí cước vận chuyển hàng hóa cứu trợ bão lũ. Nhiều doanh nghiệp vận tải đường bộ cũng tổ chức chuyến xe không đồng với các xe có tải trọng từ 2,5 đến 20 tấn. Một số doanh nghiệp cho biết, trung bình mỗi ngày có thể vận chuyển lên tới 15 chuyến xe chở hàng hóa, nhu yếu phẩm để giúp đỡ bà con. Sữa, bánh hay thậm chí là những túi hộp quần áo như thế này, những nhu yếu phẩm thiết yếu cho người dân vùng lũ thì đang được các doanh nghiệp họ hỗ trợ vận chuyển miễn phí đến tay người dân. 20% thì chúng tôi vận động các anh em cùng trong hội của mình để cùng bỏ ngân sách ra để cùng mua, để cùng chuyển lên. Và 8% còn lại thì là chúng tôi chở cho các đơn vị doanh nghiệp hoặc các tổ chức thiện nguyện khác. Các anh chị gom hàng và chúng tôi vận chuyển lên cho các anh chị. Bên mình thì đã hỗ trợ được cho Thái Nguyên và Tuyên Quang tổng cộng là đi 5 xe hàng với giá trị rơi vào khoảng độ hơn 300 triệu. Trong đó thì mỗi xe nó sẽ chở theo khoảng 70 đến 80 triệu nhu yếu phẩm. Cộng với lại bên mình hỗ trợ nhân sự cho các địa phương để mình hỗ trợ ổn định phần lũ lụt. Các doanh nghiệp đã và đang nỗ lực hỗ trợ người dân tại các khu vực bị ảnh hưởng bằng những hành động thiết thực. Những chuyến hàng cứu trợ không chỉ mang đến nhu yếu phẩm cần thiết mà còn là nguồn động viên tinh thần to lớn giúp người dân vượt qua khó khăn và khôi phục kinh tế sau thiên tai. Và để luôn đủ hàng cung ứng cho các địa phương chịu thiệt hại, Bộ Công Thương khuyến cáo người dân không tích trữ quá mức cần thiết để ưu tiên các khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề do bão lũ gây ra. Và người dân cũng đang thực hiện đúng tinh thần này, dành những thứ cần thiết nhất cho đồng bào của mình, thậm chí là góp của, góp công. Vâng, đúng như tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, ai có của thì giúp của, ai có công thì giúp công, có ít giúp ít và có nhiều thì giúp nhiều. Tinh thần tương thân tương ái của dân tộc Việt Nam vẫn luôn được hun đúc trong những thời điểm mà thử thách nhất, với kỳ vọng rằng với sự chung tay, chung sức và chung lòng thì bà con ở vùng bão lũ sẽ sớm khắc phục được thiệt hại và khôi phục sản xuất kinh doanh. Và thưa quý vị, cũng với tinh thần này thì các doanh nghiệp cũng đang tham gia với những hỗ trợ thực tế nhất.
Hôm nay, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam VNPT đã tổ chức lễ phát động quyên góp ủng hộ các địa phương bị ảnh hưởng do cơn bão số 3 và công bố gói hỗ trợ khắc phục hậu quả trị giá 50 tỷ đồng dành cho người dân và khách hàng. Trong đó, 25 tỷ đồng do cán bộ công nhân viên tập đoàn mỗi người đóng góp một ngày lương và từ nguồn quỹ chính sách xã hội và 25 tỷ đồng là các dịch vụ VNPT cung cấp hỗ trợ người dân vùng lũ. Với tinh thần thần tốc, nhà mạng đặt mục tiêu trong vòng 10 ngày sẽ triển khai gói hỗ trợ này đến tận tay người dân với những hình thức hỗ trợ thiết thực nhằm góp phần giúp người dân địa phương nhanh chóng ổn định cuộc sống. Nhà sáng lập EcoPark ủng hộ số tiền 20 tỷ đồng. Trong đó, thông qua Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, doanh nghiệp ủng hộ 15 tỷ đồng. 4 tỷ đồng dành cho các địa phương chịu ảnh hưởng nặng của bão tại hai tỉnh là Hưng Yên, Hải Dương. 1 tỷ đồng còn lại được sử dụng để phối hợp cùng Hội Sinh viên Việt Nam, đơn vị tình nguyện trực tiếp đang tới vùng rốn lũ để hỗ trợ bà con sớm trở lại cuộc sống bình thường. Doanh nghiệp và cộng đồng cư dân cũng sẵn sàng hỗ trợ 10.000 chỗ ở cho người dân huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên. Đồng thời, chủ đầu tư và cư dân đã tham gia giải cứu cây cối, hoa màu, tài sản của bà con vùng ven đê, thành lập tổ hỗ trợ, chuẩn bị nhu yếu phẩm, sẵn sàng áo phao đón người dân vào những nơi ở tránh lũ. Vinamilk cũng chung tay hỗ trợ gần 3 tỷ đồng, tương đương hơn 550.000 sản phẩm dinh dưỡng thiết yếu như sữa, nước, chuyển đến 10 tỉnh thành đang bị ảnh hưởng sau bão, gồm Hà Nội, Yên Bái, Thái Nguyên, Sơn La, Cao Bằng, Hưng Yên, Vĩnh Phúc, Tuyên Quang, Bắc Ninh và Ninh Bình. Bên cạnh sản phẩm hỗ trợ người dân và trẻ em, một phần sản phẩm sữa, nước sẽ được Vinamilk trao tặng cho các đơn vị, lực lượng cứu hộ cứu nạn và trợ giúp bà con khắc phục hậu quả sau bão lũ, san sẻ khó khăn với đồng bào các tỉnh thành phía Bắc. Các tổ chức thiện nguyện đang cần mua các sản phẩm sữa dinh dưỡng từ Vinamilk có thể mua theo chương trình bán giá không lợi nhuận của 49 nhà phân phối tại 26 tỉnh thành trên cả nước. Tiếp tục với các nội dung đáng chú ý khác. Gần như cùng thời điểm với việc ECB công bố quyết định cắt giảm lãi suất, cơ quan thống kê thuộc Bộ Lao động Mỹ cũng công bố chỉ số giá nhà sản xuất PPI tháng 8. Theo đó, thì chỉ số PPI của Mỹ tăng 1,7% so với cùng kỳ năm trước, giảm so với mức 2,1% trong tháng 7. Số liệu về PPI tháng 8 cho thấy là lạm phát tiếp tục hạ nhiệt tại Mỹ. PPI tháng 8 là dữ liệu cuối cùng về lạm phát mà Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed nhận được trước khi tiến hành cuộc họp chính sách vào hai ngày 17 và 18 tháng 9 tới. Theo các nhà phân tích, thì gần như chắc chắn Fed sẽ cắt giảm lãi suất trong cuộc họp này. Điều mà thị trường chờ đợi là quy mô của đợt cắt giảm lãi suất này sẽ là bao nhiêu. Hiện thị trường đang thiên về khả năng Fed sẽ cắt giảm 25 điểm lãi suất cơ bản. Cách đây ít giờ đồng hồ, thì Ngân hàng Trung ương châu ECB đã quyết định cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản. Đây là lần cắt giảm lãi suất thứ hai trong năm nay của ECB. ECB cho biết quyết định này dựa trên các dữ liệu về lạm phát. Lạm phát tại khu vực sử dụng đồng tiền chung châu Âu Eurozone đã giảm một cách đều đặn và ước đoán sẽ hạ xuống còn 2,2% trong tháng 8 năm nay. ECB cho rằng đây là thời điểm thích hợp để nới lỏng hơn nữa chính sách tiền tệ nhằm tạo động lực cho sự phát triển kinh tế và giảm bớt áp lực vay vốn cho doanh nghiệp tại châu Âu. Thưa quý vị, ngày hôm nay thì công ty cổ phần Vinbig Data thuộc tập đoàn Vingroup vừa công bố ra mắt VFi là bộ giải pháp AI tạo sinh toàn diện dành riêng cho các doanh nghiệp trong lĩnh vực ngân hàng, tài chính, bảo hiểm. Đây là công cụ hữu ích nhằm giúp doanh nghiệp có những bước đột phá trong vận hành, thúc đẩy hiệu quả kinh doanh cũng như nâng tầm trải nghiệm khách hàng trong thời đại số. Bộ giải pháp bao gồm trợ lý ảo tài chính, trợ lý ảo ngân hàng, trợ lý ảo bảo hiểm và trợ lý ảo nội bộ, giúp hỗ trợ đa dạng tác vụ, linh hoạt theo nhu cầu của từng doanh nghiệp, tư vấn bán hàng, marketing, xử lý sự cố, đồng thời chăm sóc khách hàng, tuyển dụng hay là giải đáp thắc mắc về các quy định và quy chế. Bộ giải pháp cũng được tùy chỉnh để giải quyết hiệu quả các bài toán của doanh nghiệp như là tự động hóa quy trình vận hành, tích hợp hệ thống nội bộ, nâng cao dịch vụ chăm sóc khách hàng và quản lý dữ liệu thông minh.